Có phải bạn đang sở hữu những trang trại nuôi trồng mà chưa được nhiều người biết đến? Có các sản phẩm nông nghiệp chất lượng mà chưa tìm kiếm được đầu ra ổn định? Bạn muốn hình ảnh của trang trại được nhiều người biết đến và các sản phẩm nông sản của mình có đầu ra tốt hơn? Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ truyền thông thì chúng tôi hoàn toàn có thể giúp bạn quảng bá các sản phẩm nông nghiệp một cách hiệu quả. Hãy nhấc điện thoại lên gọi cho chúng tôi theo số 0971 380 458 để được quảng bá với chi phí rẻ nhất. Theo kinh nghiệm dân gian, ở nông thôn bà con thường trồng một vài bụi xả xung quanh nhà để dùng chế biến thức ăn, vừa phòng rắn rết bò vào nhà. Tuy nhiên, việc trồng xả dường như không có tác dụng đối với loài bò sát này. Vừa qua, hai người dân tại An Giang đi hái xả thì bất ngờ bị rắn chảm quạp bò ra cắn nguy kịch. Vậy trồng xả có đuổi được rắn hay không? Dùng xả đuổi rắn như thế nào cho hiệu quả? Tại video này, nonglam.net sẽ gửi tới quý vị cách dùng xả để đuổi rắn sao cho an toàn nhất và cách đuổi rắn hiệu quả nhất. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận được nhiều video hữu ích hơn nữa. Xả có đuổi được rắn hay không? Xả là một loại cây gia vị vô cùng phổ biến, được trồng ở nhiều hộ gia đình. Ngoài được sử dụng như một nguyên liệu để nấu ăn và làm đẹp, trồng xả cũng là một cách để đuổi rắn rết ra khỏi nhà tự nhiên, lại vô cùng hiệu quả và an toàn, được nhiều hộ gia đình áp dụng. Theo kinh nghiệm thì loài rắn sợ mùi xả. Tuy nhiên, người dân cần lưu ý, với cây xả tươi, mùi hương không mạnh lại được trồng theo từng bụi, rất có thể sẽ trở thành nơi rắn trú ngụ và làm tổ. Dùng xả đuổi rắn như thế nào là hiệu quả nhất? Dùng xả theo cách này đảm bảo không bao giờ sợ rắn vào nhà. Mùi hương của xả được cho là mùi hương khắc tinh của loài rắn. Để đuổi rắn, bạn cần trồng một vài bụi xả dọc theo hàng rào xung quanh nhà hoặc sử dụng những tép xả đập dập treo xung quanh nhà. Nếu không muốn dùng cây xả treo quanh nhà gây mất thẩm mỹ, bạn có thể dùng tinh dầu xả để đuổi rắn, đồng thời mang lại cho ngôi nhà không khí trong lành và tươi mát. Bạn có thể áp dụng những cách sau để sử dụng tinh dầu xả đuổi rắn. Xông nhà bằng tinh dầu xả để đuổi và phòng ngừa rắn vào nhà định kỳ 2-3 lần trên tuần. Nếu có thể, bạn nên xông nhà nhiều lần hơn để đạt được hiệu quả tốt nhất. Bạn thấm tinh dầu xả vào miếng bông gòn, sau đó đặt xung quanh nhà để đuổi rắn. Với cách này, khi bông đã hết mùi, bạn có thể thay bằng một miếng bông khác. Bạn pha tinh dầu xả cùng với nước vào một bình xịt. Bạn xịt hỗn hợp này ở cửa ra vào và xung quanh nhà, những nơi rắn có thể trú ngụ. Ngoài ra, xả là một loại gia vị tuyệt vời trong những bữa ăn hàng ngày và là vị thuốc tốt cho sức khỏe, có tác dụng ngăn ngừa ung thư, giải cảm, giải độc và giảm cân. Theo từ điển Bách khoa Toàn thư, xả được sử dụng rộng rãi như là một gia vị thường thấy trong những bữa ăn hàng ngày tại các nước châu Á. Nó có hương vị như chanh và có thể sấy khô, tán thành bột hay sử dụng dưới dạng tươi sống. Tuy nhiên, vai trò của cây xả không chỉ là gia vị mà trong y học cổ truyền, công dụng của cây xả khiến nhiều người phải bất ngờ. Vừa là thảo dược cho sức khỏe, vừa là liệu pháp chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ. Tinh dầu xả là một mặt hàng xuất khẩu có giá trị và là nguyên liệu được dùng trong kỹ nghệ, mỹ phẩm, dược phẩm. Xả cho một loại tinh dầu chứa nhiều thành phần khác nhau. Đặc biệt, cây xả có tác dụng xua đuổi muỗi, ruồi khi trồng trong vườn và đuổi rắn. Ngoài dùng xả để đuổi rắn, chúng ta còn nhiều cách khác để ngăn chặn rắn vào nhà. Cách ngăn chặn rắn vào nhà bằng trồng cây. Bạn cũng có thể đuổi rắn bằng cách trồng những loại cây có mùi hương đặc trưng mà rắn kiêng kỵ. Cách làm này không những bảo vệ gia đình bạn mà còn mang lại không gian xanh cho ngôi nhà. Một loại cây mà rắn kiêng kỵ có thể kể đến đó là củ nén, hoa lan tỏi tím, cây sắn dây. Đây đều là những loại cây có hương thơm mạnh và cay nồng. Rắn là động vật có khứu giác vô cùng nhạy bén. Khi ngửi được mùi hương từ những loại cây này, chúng sẽ cảm thấy khó chịu mà tránh xa ngôi nhà của bạn. Nuôi chó hoặc mèo để đuổi rắn. Bên cạnh phương pháp đuổi rắn bằng hương liệu và cây cỏ thì nuôi chó hay mèo cũng là một cách hay để ngăn chặn rắn. Rắn rất sợ tiếng của chó mèo, chỉ cần đánh hơi thấy mùi hương của hai loài động vật này, chúng sẽ sợ hãi mà tránh xa. Nuôi một chú cún hay một bé mèo là mẹo đuổi rắn rất đơn giản mà bạn nên thử. Ngoài ra, mèo có thể bắt chuột, những loài bò sát và côn trùng. Việc trong nhà có nhiều chuột hay côn trùng cũng rất dễ dụ rắn đến nhà. Vì vậy, tiêu diệt hết chuột sẽ hạn chế rắn bò vào trong nhà.
những biện pháp ngăn chặn rắn vào nhà, kho hoặc những công trình khác có điều kiện sống ưa thích của rắn, như là những nơi có chuột, côn trùng và những nơi tối ẩm ướt trong nhà. Thứ nhất, bịt kín lỗ chui lớn hơn 0,6cm, kiểm tra các góc cửa ra vào, cửa sổ cũng như các đường ống nước và dây dẫn điện. Các lỗ trên nền móng cần được chát kín bằng vữa. Các phần lỗ thoát nước trong tòa nhà cần được bịt kín bằng lưới mịn 0,3cm. Thứ hai, bạn có thể làm những hàng rào xung quanh nhà hoặc sân. Những hàng rào chắn rắn có chi phí xây dựng lắp đặt khá cao, nhưng nếu nhà bạn có trẻ nhỏ, việc làm này sẽ giúp ngăn những nguy cơ con bạn có thể gặp phải. Thức ăn ưa thích nhất của hầu hết mọi loài rắn là chuột, chim. Vì vậy, an toàn nhất là bạn nên kiểm soát chuột trong nhà để không thu hút rắn tới nhà để tìm kiếm thức ăn. Những cách ngăn chặn rắn quay trở lại. Mặc dù đã đuổi được rắn ra khỏi nhà, tuy nhiên thật khó để biết trước chúng có thể quay trở lại hay không. Vậy hãy chủ động áp dụng một số biện pháp để không cho chúng quay trở lại nhé. Thường xuyên cắt tỉa cây cối, phát quang bụi rậm. Việc làm này để tránh tạo điều kiện, tạo ra không gian trú ngụ cho rắn. Loại bỏ các nguồn thức ăn của rắn. Thức ăn của rắn thông thường là chuột, dế, các loại côn trùng. Để hạn chế rắn vào nhà, bạn phải đảm bảo không có chuột. Bạn cần dọn dẹp, vệ sinh nhà, tránh để thức ăn thừa bên ngoài để không chiêu dụ lũ chuột vào nhà. Bịt kín các lỗ hổng trong nhà bằng keo. Các vết nứt hay lỗ hổng rất dễ trở thành nơi trú ngụ của rắn và việc bịt kín sẽ khiến chúng không có lỗ ẩn nấp. Chúng sẽ không quay trở lại nếu không tìm được nơi an toàn trú ẩn. Điều bạn cần làm khi phát hiện rắn vào nhà. Dù đã phòng ngừa cẩn thận, nhưng nếu không may rắn vẫn vào nhà, thì bạn nên thật bình tĩnh và xử lý theo những khuyến cáo sau đây. Hãy thật bình tĩnh và đừng la hét, rắn có thể cảm thấy không an toàn và vùng lên tấn công. Đừng bao giờ đụng vào rắn, trừ khi bạn biết chắc là nó không nguy hiểm. Nếu bạn không thể tự mình đuổi chúng ra ngoài, hãy bình tĩnh giữ yên hiện trường, đồng thời thông báo cho mọi người rời khỏi nhà, đặc biệt là trẻ em, rồi báo ngay cho người có thể giúp đỡ. Nếu bạn có thể tự mình xử lý, hãy dùng một cây dài để khống chế và đuổi rắn ra khỏi nhà. Phương án thứ hai là dùng vòi xịt nước áp suất cao để xịt đuổi chúng. Với trường hợp rắn xuất hiện trên mặt phẳng sàn nhà, trên bàn, hãy dùng một chiếc chăn trùm kín chúng lại, rồi dùng vật nặng đè bốn góc để chúng không thoát ra được. Sau đó tiến hành xử lý một cách cẩn thận và nhẹ nhàng. Với những con rắn xuất hiện trong vườn cây cối, trong nhà, bạn hãy nhẹ nhàng rời khỏi và đừng động đến nó. Rắn sẽ chỉ tấn công khi cảm thấy không an toàn. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của Nông Lâm.net.